Đẹp lắm. Người tuổi trẻ chúng ta nhiều. Học tập và thấy tú được mấy. À, tuổi càng nhiều tinh thần càng thép. Chừng cám lên đây. Vâng. Để đâu nhỉ? Để ông bà. Ai mở giúp cái này? Đấy, để em làm việc ở nhà hát lớn. Ăn xôi, chuyên nghiệp rồi. Em Đức, thậm chí là bà mở giúp đây. Xếp nhầm vào cái đèn này này. Đi kiếm mãi được cái chai nhập khẩu Nga này. Bây giờ toàn bộ tức là riêng sinh nhật của chủ nhiệm khoa là từ trong ra ngoài. 60 đấy. Xếp sạch 60 cản rửa thế thế đó. Cản riêng mình. Hôm nay đi học các em trẻ. Đây vì chưa làm được gì mấy. À, thế là nhiều rồi. Trẻ rồi phải nhiều rồi. Có mỗi cái tiếng Anh là suốt mấy chục năm không đạt định đi học. Nhưng tiếng em thì giỏi. Kế hoạch sang năm là đi học tiếng Anh. Kế hoạch sang năm mấy chục năm. Anh chị ăn em bật cái đèn. Xin mời người có ý kiến các thầy các cô các bạn, tôi rất là xúc động vào cái ngày này cách đây 60 năm. Thực ra là vào buổi chiều, tức là đi sắp sinh 5 giờ chiều nữa. Nhưng mà đúng cái ngày này là tôi đã được sinh ra trên đời này. Hôm nay các bạn quan tâm, tôi rất là biết ơn và xin chúc sức khỏe tất cả các thầy các cô, đặc biệt là những người mà cũng gọi là già một tí, thực ra là 63 lứa tuổi tôi và những lứa tuổi trẻ hơn. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã nhận quà. Mái đầu luôn luôn bạc, những cái tim cũng nhiều hết. Trái tim cũng hoặc cũng hoặc tóc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình mấy năm năm nay đang đen, hy vọng hôm nay uống cái rượu đỏ thì nó đỡ đen. Chúc mọi người luôn luôn đỏ và khỏe. Chúc cho những người mặc quần áo đỏ. Hôm qua tôi đi ăn cơm với bà Pháp, đúng bà mặc áo đỏ thật. Hôm qua đây có quan tâm cái dịch, tại vì là tôi biết nói gì trong 3 tiếng ăn với bà hôm nay. Tôi bắt đầu kể những chuyện giáo dục dân gian. Thế thì người Việt, thế là người nước ngoài, nhất là người Việt dạy dỗ con mình bằng ca dao đúng không? Ví dụ như là gần mực thì đem, mình đẹp thì dạy, vân vân vân. Thế sau này mới biết cái chuyện là trẻ con bây giờ Việt Nam thích thơ hơn. Tức là chuyển giáo dục mà mãi lắm mệt, thì chuyển sang cái chuyện văn thơ. Thế bảo Việt Nam là thơ phát triển hơn văn. Thế trẻ con nó cũng làm thơ, ở đâu cũng làm thơ. Ví dụ như trẻ con nó là bà mặc áo đỏ này, thì đọc luôn. Mặc áo đỏ chứng tỏ nhà quê. Đúng không ta? Ta nói rất là buồn cười, nhưng mà tôi bảo bà là đại diện của thành phố có nghĩa là mốt nhất thế giới, xin lỗi bạn. Thế bây giờ người ta lại giáo dục, lại quay lại giáo dục, văn hóa giao thông. Hà Nội bây giờ lại có người viết là đi đèn đỏ chứng tỏ nhà quê. Cho nên ăn những cái bữa mà không biết nói gì. Vâng, đèn đỏ chứng tỏ nhà quê. Ăn 3 tiếng. Bên cái năm 30. Vâng, đèn đỏ chứng tỏ nhà quê. Tôi xin rất một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả các thầy, cô, các bạn, các cháu, mọi sự tốt đẹp. Lần đây chúng ta nâng cấp đây thì phải rót, đây phải rót, đây phải rót. Thầy Bùi còn bao nhiêu uống bao nhiêu rồi mà. Thôi chúc mừng chủ nhật khoa tất cả chúng ta. Thầy luôn mạnh khoa và chúc chủ nhật khoa luôn luôn trẻ nhiệt huyết và trước khi mà cái cánh là khoa là thành chủ. Thầy cứ nói ABC thì khó lắm. Cái phim của mình lên là ở truyền hình nó rất khen đấy, nó chiếu trình độ nghệ thuật kỹ thuật đặc biệt là mình tự làm đúng không? Cho nên về sau là tôi phải nói rất rõ là đây do sinh viên làm, là thầy trường. Xin cảm ơn.